Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Minh Hoàng chào chị. Mình chào bạn. Rồi, chị chào khán giả nha. Xin gửi lời chào tất cả các chú bác, anh chị em trên cộng đồng mạng. Lời chào thân thương. Kéo cái điện thoại xích vô đi, nói chuyện cho nó rõ hơn. Rồi bạn cho biết họ tên nè, cũng như năm sinh luôn. Mình tên Hồ Thị Thanh Nga. Mình sinh ngày 30 tháng 3 năm 73, 1973. Hồ Thị Thanh Nga. Sinh năm 1973, năm nay Nga 51 tuổi ha. Nên mình 51 tuổi. Nga đến từ đâu nè? Mình đến từ Sài Gòn. Rồi Nga nè, Nga có đồng ý cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của Nga đăng lên mạng xã hội không? Ý là mình đăng lên mạng xã hội là mọi người thấy đó hả, Minh Hoàng hả? Đúng rồi, cả thế giới thấy. Có đồng ý không? Có đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân Nga yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được ha. Mình đồng ý. Nói lớn lớn lên nha, nhỏ lắm. Dạ. Nga phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của Nga ha. Dạ. Nga nè, hiện nay hôn nhân gia đình của Nga như thế nào? Mình hôn nhân của ông xã mình ảnh mất ngay 6 năm rồi. Mất 6 năm. Hai người được mấy mặt con? Dạ, hai cháu. Hai cháu. Lớn hết chưa Nga? Dạ, hai cháu học hết đại học rồi đó bạn. Rồi rồi hiện nay Một đứa lớn học y khoa, còn bé nhỏ đang học kinh tế. Rồi hiện nay ở Sài Gòn là Nga ở nhà của Nga luôn hay là nhà của ai? Mình ở nhà mình đó, mình đang ngồi đây nhà mình luôn. Rồi các con của Nga có ở chung Nga không? có hai cháu ở chung với mình. Rồi Nga đang làm công việc gì? Lúc trước á, thì mình làm trên công ty thủy hải sản Sài Gòn á. Dịch tới giờ mình tạm nghỉ rồi. Rồi tạm nghỉ rồi, cái nguồn thu nhập mình sinh sống lấy từ đâu? Lúc mình còn làm việc á, thì mình cũng có tích lũy được một ít vốn á. Nói chung là mình cũng có cho thuê nhà, ba mẹ con mình đủ chi phí, đủ sống, đủ chi phí, đóng tiền học phí cho hai đứa nhỏ học đại học. Có nhà cho thuê nữa ha. Nga cao bao nhiêu? Mình cao 1m55, Cân nặng? cân nặng có 52 kg à. Cao 1m55, cân nặng 52 kg. Dáng cũng mignon rồi đó. Hơi bị ốm. Hơi bị ốm. Vậy là vừa lại ốm gì, 52 là vừa mang cái đôi guốc tắt lên nữa. Là 1m62 rồi. Rồi cuộc sống Nga có cái ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của mình là phụ nữ gia đình, chứ lo cho gia đình con cái. Với lại cũng biết nấu ăn, nấu ăn cũng ok. Nga nè, nói Với chuyện mình tôi nó nghe nè, nói chuyện ngó thẳng vô màn hình nha, mình đừng có ngó ra ngoài, ngó ra ngoài sẽ bị khán giả người ta nói. Rồi mẫu phụ nữ gia đình, rồi khuyết điểm của Nga.
Khuyết điểm hả? Khuyết điểm mình đi mình coi khuyết điểm gì ta? Chứ... Khuyết điểm mà để coi hả? À, tổng yến mình cũng chưa biết khuyết điểm mình gì nữa nè. Cái khuyết điểm ví dụ như là yếu điểm của mình là ví dụ như hay khóc nhè nè, ví dụ như vậy, hay là có giống như ưa mềm lòng, bị thí dụ gì á. À, khuyết điểm của mình thì nói chung cũng hơi buồn, cũng lâu lâu nhiều khi mình nói chung là cũng khuyết điểm mình thì chắc chắc mình nghĩ là khuyết điểm mình là mẫu người chắc chắc mình coi khi mình cũng chung thủy quá đó nên mình cũng khó khó tìm được. Nhiều khi mấy người bạn ta cũng nổi cũng có giới thiệu nhưng mà cái mẫu người của mình phải phải đồng cảm với mình và cái khuyết điểm của mình nó khó quá, nó hơi khó chọn về bạn đó nên nên tới giờ mình vẫn vậy đó. Nên tới giờ vẫn ở không đó, đúng không? Nhiều cô bạn của nó sao thấy cũng ok, thấy cũng tốt, thấy cũng hiền mà sao không tìm cho mình một người bạn. Tại vì mình nói chung cái tuổi của mình đó thì mình thì thích cái mẫu người giống như mình, hoàn cảnh giống như mình, cô giống như mình, trong lòng mình cũng suy nghĩ rồi, mình nói là sau này chắc mình nếu mình có chọn thì mình sẽ chọn một người bạn hoàn cảnh giống như mình, ví dụ như ông xã mình mất thì mình sẽ chọn một người bạn có hoàn cảnh giống như mình, nên nó đồng cảm lắm, nó mình nghĩ như vậy đó nên nên cũng chưa có gặp được. Và nào giờ là từ lúc ông xã mất tới giờ là không có quen được mấy mối tình nào khác hay sao? Có một người bạn nhưng mà không có phải không có đồng suy nghĩ giống như mình, không có giống, nói chung là không, mình tìm hiểu mình thấy không có giống như mình, với lại cái người bạn đó người ta chia tay vợ, người ta chia tay vợ rồi nhiều khi mình không thấy, nhiều khi cũng không có cái sự đồng cảm giống như cái hoàn cảnh của mình á. Thì không biết lỗi của ai nhưng mà mình cũng nói chung mình tìm hiểu thì mình không không vậy Rồi thôi. nghe xem chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương lâu chưa? Mình cũng mới xem thôi, mình cũng tình cờ xem thôi, hôm qua mình tình cờ mình xem tại chủ nhật á, tại ngày chủ nhật nên mình cũng chưa qua, mình cũng lướt mình tình cờ mình xem, mình thấy chương trình của Sài Gòn Con của bạn thấy cũng hay quá, nó chân thật á, nó thật, nó cái gì nó cũng thật, mình không có giấu được nên nó tình cờ mình xem mình thấy có cái anh truyền á, cái hoàn cảnh giống như mình á, anh ông xã bà xã cũng mất giống như mình vậy đó nên mình thấy cũng đồng cảm, cũng thấy cũng thích thích. Nên hôm nay Nga quyết định gọi đến cho Mảnh Ghép Yêu Thương là muốn nhờ Mảnh Ghép Yêu Thương giúp đưa cái hình ảnh của Nga đến với lại chú Triền 73 tuổi Việt Kiều Mỹ, đúng không? Muốn cái chương trình bắt cái nhịp cầu cho hai người tìm hiểu ha. Rồi ngoài ra là có là Nga quyết định chọn để liên kết với lại chú Triền Thì mình cũng nhờ chương trình của bạn đó kết nối, nếu mà mình thấy họ thì mình nói chuyện, tại vì mình thấy trước tiên thì mình thấy cái gì cũng thật hả? Trước rồi cái hoàn cảnh nó cũng giống như mình vậy đó, nó cũng thấy cũng Rồi ngoài cái tới. hoàn cảnh ngoài cái hoàn cảnh là một bên là ông xã mất, một bên là bà xã mất, thì cái đó là cái hoàn cảnh nó giống nhau. Rồi còn những cái yếu tố gì mà Nga thấy chú Triền có cái đồng nhất với quan điểm sống của mình nữa nè? Quan điểm sống của mình thì quan điểm sống của chú truyền cũng giống giống như mình vậy đó, cũng
cũng kiên trì làm việc, rồi mình sẽ nhận thấy chú kể hoàn cảnh đó thì cũng giống như mình thôi, mình trước giờ cũng vậy, cũng cố gắng làm việc, cũng nói chung kiên trì, rồi mọi việc mình thấy chú kể thấy cũng giống như mình vậy đó, nên mình thấy mình cũng ngưỡng mộ. Nhưng mà một cái điều hết sức đặc biệt là ở cái tuổi của Nga là 51 tuổi, chú Triền năm nay cũng đã 73 tuổi. Nga có ngại sợ bị đàm tiếu về cái vấn đề tuổi tác không? Tại mình nghĩ mình thấy chú cũng khỏe mà, thấy chú cũng mình thấy cũng có nhiều mối tình, nhiều khi chưa chắc lớn hơn vài tuổi mà nó hạnh phúc, và có khi lớn hơn 20 tuổi, có khi là mình cũng cũng nói chung mình cũng khó nói Đúng quá. rồi, thì trong tình yêu thì nó không có phân biệt tuổi tác, nhưng mà với lại cái phong tục, cái tập quán của người Việt Nam mình thì thường thường á, người ta thường nói là các cô gái mà còn trẻ tuổi mà muốn thương cái người lớn tuổi là nó có một cái vấn đề gì. Ví dụ thường thường thì mà nghe công nhận không? Dạ, mình Ừ. công nhận như đó mà. À, Ừ. thì à, người ta sẽ đàm tiếu mình, là người ta sẽ nói thí dụ như một cái tuổi nó quá trên lệch tới, nó có thể cách tới 20 mấy tuổi lần. Ừ. Rồi trong khi mình còn là sức trẻ phơi phới, còn chú thì 73 tuổi, đồng ý sức khỏe của chú vẫn còn ok, nhưng mà thiên hạ người ta sẽ rất là dị nghị mà nói mình. Tại sao, với lại hoàn cảnh vóc dáng của Nga nè, cũng là một cô gái còn trẻ xinh đẹp chứ không phải là già quá đâu, vẫn có đủ đủ điều kiện để mình làm quen, mình kết bạn với những anh có nghĩa là lớn hơn mình có khoảng 60 vài tuổi cũng được, mà tại sao lại đi chọn một người 73 tuổi? Nga có thể cho mọi người biết cái chút xíu về vấn đề đó không? Thì theo mình nghĩ tới thời điểm này thì mình chưa gặp được cái người nào mà mình thấy đồng cảm hết. Với được cái tuổi tác thì mình cũng chắc là tìm cũng khó, tại vì cái mình đã lúc đầu mình đã xác định rồi, sau này mình sẽ gặp một người bạn nào đó sẽ là cái hoàn cảnh giống như mình. Ví dụ như nhiều khi mình nghĩ cái theo theo cái nhận định của mình thôi nha, thì tại vì xưa mình có gia đình thì mình thì hai vợ chồng có khi cũng phải có mâu thuẫn, nhưng mình nhịn nhịn mà mình kiên trì sống thì cái cuộc sống của mình nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ vượt qua hết. Còn mấy bạn trẻ bây giờ nhiều khi có mâu thuẫn xíu thôi là chia tay, nên mình thấy thường mình thấy cái chu truyền đó thì chắc cũng giống như mình Bây thôi. giờ Minh Hoàng thí thí dụ như thế này Nga ha. Dạ. Bây giờ Nga đang nói chuyện với Minh Hoàng nè. Nga cũng gọi là chú Triền. Thấy không? Thấy có Yeah. một Mang cái sự thấy có một cái sự rất là nó làm như nó chưa thật lòng với lại cái lời nói của mình. Ừ. mình Rồi quay bây giờ lại. Minh Hoàng thí dụ đặt giả sử như bây giờ chú Triền 73 tuổi, chú là một cũng là tạm gọi là một doanh nhân, một Việt kiều Mỹ, thì bây giờ thí dụ như chú 73 tuổi mà chú ở Việt Nam nè, chú đi làm thợ hồ đi, thí dụ vậy có ai đồng cảm với chú không ta, cho Minh Hoàng biết cái suy nghĩ của Nga như thế nào. Nếu mà đó thì mình cũng chưa biết được sao Đó, thấy chưa, đó. cái Dạ chỗ này là cái chỗ nó hết sức là người ta sẽ dị nghị, người ta sẽ đàm tiếu mình đó. Đây là Minh Hoàng muốn hướng mọi người có một cái nhìn và một cái cách chọn nó phù hợp và hơn, để mình đỡ phải bị mang tiếng, rồi mình đỡ phải bị cái này cái nọ. Đồng ý là chú Triền đưa ra,
một cái tiêu chí là từ 45 cho tới tới 65. Thì cái độ tuổi nó rất là rộng, thì trong đó Nga cũng có đủ điều kiện, cũng có đủ tiêu chuẩn để mà kết nối với lại chú Truyền. Nhưng mà ở đây Minh Hoàng muốn hỏi mình, thí dụ trong cái lúc mình tư vấn, mình nói chuyện với nhau đó, mình thí dụ cho nó phong phú vậy thôi, để mình hiểu hơn về cái con người, để mà hai bên xem được với nhau, cũng dễ dàng kết nối với nhau hơn nữa. Nên chứ không phải là Minh Hoàng nhiều chuyện hay là gì, những cái chuyện đó nói ra làm gì, đúng không? Nhưng mà mình phải rõ ràng con người chân thật, người thật, việc thật. Rồi bây giờ thì thí dụ như vậy, nhưng mà Nga vẫn quyết định là kết nối với chú Truyền, đúng không? Thì mình cứ kết nối, giao lưu, mình nói chuyện. Nếu thấy hợp hợp thì thôi, mình vẫn là bạn thôi. Ok, đúng rồi, cái này thì nó là điều hẳn nhiên rồi. Cũng còn ở cái duyên nợ, cái duyên số của mình nữa. Chứ chương trình là cái nhịp cầu thôi. Bắt nhịp cầu để hai người có một cái cơ hội bước qua, để mà mình làm những người bạn, trước tiên là những người bạn để mình trò chuyện, tìm hiểu. Nếu mà thấy hợp về dài về lâu thì chúng ta có thể tiến tới là chuyện bình thường. Dạ, theo mình thì nhiều khi là trước tiên mình phải có nhịp cầu, phải có cái duyên nữa mình mới đến với nhau được. Đúng rồi, chứ đâu phải nói mình xuất hiện trên màn hình cái mình muốn kết nối với chú cái là chú chịu mình đâu. Dạ, mình phải giao lưu, mình nói chuyện, ví dụ như là chia sẻ hoặc gì, chứ còn mình đi xa hơn là cái đó phải, nó còn phải qua cái duyên nợ nữa. Một cô gái mới có 51 tuổi thôi mà cũng thành đạt nè, ở nhà ở Sài Gòn mà trong nhà thấy cũng rất là ok, đẹp đẹp, là ngồi bộ bàn ghế đang mắc tiền lắm đó nha, bộ bàn ghế này mua chắc cũng khoảng vài chục quá. Này mình cũng ông xã mua cũng lâu mà. Ở nhà cũng ngon lành quá mà, đúng không? Cơ hội thì rất là cao. Nhưng mà không, nhưng mà mình cứ không, ít mình không có gặp đó. Nhiều khi mình không có gặp được cái đối tượng hoặc cái người bạn giống như mình. Bây giờ ra xã hội rồi mấy anh cứ nói mấy anh chia tay vợ, nhưng mà mình đâu có biết là ảnh có chia tay vợ không. Đúng rồi, đúng rồi. Ngại cái vụ đó đó nên mình không có dám giao lưu, nói vậy thôi chứ không gì. Giờ mấy anh cứ nói ảnh độc thân, nhưng mà mình có biết đâu. Đúng rồi, lên kênh thì nó cũng không có cái gì gọi là chắc, nhưng mà đảm bảo con cái là giấy tờ đều hợp lệ hết thì mới được phép lên, còn không thì không có lên được. Rồi còn bây giờ Nga còn muốn nói gì nữa không, hay là có cái lời, cái ý gì gửi đến cho chú Truyền, để chú Truyền khi xem được cái video của Nga nè, chú Truyền sẽ có cái sự suy nghĩ và một cái quyết định kết nối nó lẹ hơn. Mình cũng nhờ kênh của bạn kết nối với lại bên anh Truyền đó, thì nếu mà anh Truyền ảnh đồng ý thì mình kết nối, mình giao lưu. Còn cái việc mà đi xa hơn nữa thì theo mình á, thì mình nghĩ là còn phải có cái duyên nữa, cái duyên nợ chứ, còn mình theo mình nghĩ như vậy á. Rồi bây giờ là cái vấn đề chú Truyền coi như là anh em mình trò chuyện nãy giờ thì giờ tạm gác lại đi ha. Nếu mà bây giờ không có duyên á, chú Truyền không đồng ý á, thì Nga có thể sẵn lòng mở rộng lòng mình ra để đón chờ những anh khác đến với cuộc đời Nga không? Dạ không đâu, mình phải từ từ nữa bạn ơi, mình phải không. Chọn mình bây giờ đi. ý là Minh Hoàng muốn nói với Nga là nếu mình thí dụ, nếu mà cái duyên mình không có với chú Truyền, chẳng lẽ mình lại chôn cái cuộc đời của mình như thế luôn sao? Mình có mở rộng ra để cho các anh khác có cơ hội đến với mình hay không? Dạ không đâu. Khép lại luôn hả? Từ từ mình sẽ tìm. Từ từ mình tính sao ha? Dạ. Rồi chứ bây giờ chứ. Không tìm nữa.
Rồi bây giờ trước mắt là mình hạ quyết tâm là muốn nhờ chương trình kết nối cho với chú Truyền. Cái điều đó là hẳn nhiên, chương trình sẽ làm theo cái khả năng của mình. Khi video này đăng lên thì chương trình sẽ lấy cái đường link gửi cho chú Truyền xem và kèm theo những lời nói tốt để cho chú Truyền xem, rồi chờ quyết định từ chú ha. Rồi chương trình ghi nhận và xin chân thành cảm ơn Nga đã dành thời gian quý báu của mình để anh em mình có một cái buổi trò chuyện hết sức thú vị. Cũng không quên cầu chúc cho Nga sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình ha. Mình cũng cảm ơn chương trình Sài Gòn luôn nhiều. Chương trình của Minh Hoàng, Minh Minh Hoàng. Hoàng mảnh ghép yêu thương. Dạ, Minh Hoàng mình nhớ tôi thương. Dạ, mình cũng mới xem. Rồi không sao, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Rồi bây giờ Nga chào quý vị khán giả để mình kết thúc video ha. Dạ, mình xin chào, em xin chào tất cả các cô chú bác, anh chị trên cộng đã xem video này. Trước khi kết thúc video, quý vị xem cuộc trò chuyện của một cô gái 51 tuổi đến từ Sài Gòn. Nếu quý vị xem thấy thích thú vị thì quý vị đừng tiếc cho chương trình một like, một chia sẻ và một đăng ký. Chương trình cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào Nga ha. Yeah.